Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hành động của Tăng Hiền cũng nhắc nhở các trưởng lão tông môn khác ở đây. Lúc này, hơn 100 đạo tin tức cấp bách từ Thánh Sơn Địa Cung truyền ra, hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Cùng lúc đó, Dịch Phong cũng đi ra. Hắn ra rồi, quả nhiên là người đầu tiên đi ra. Hai ngày cũng không trụ nổi. Trước đây tệ nhất cũng là 7 ngày. Mau rút lui, chỉ cần không ai thấy chúng ta là người đầu tiên đi ra, vậy chúng ta sẽ không phải là đứng hạng chót. Này, đúng vậy, chúng ta cũng không thể nào bỏ rơi tên này được. Đại trưởng lão, tin tức Tả Gia. Tả Gia đang hữu đem tin tức đại bỉ truyền về. Mới 2 ngày đã bị đào thải, lại còn là người đầu tiên bị loại, thật đúng là quá phế vật. Làm cho Bách Luyện Tông chúng ta mất hết mặt mũi. Lập tức đem kết quả đại bỉ truyền xuống toàn tông, nói vị hôn phu của tông chủ chính là người thứ nhất ra khỏi đại bỉ. Hơn nữa, còn lập kỷ lục thành tích kém cỏi nhất từ trước tới nay. Vâng. Một chiêu này, ta cũng không tin ngươi còn mặt mũi ở lại Bách Luyện Tông. Như thế còn có thể làm cho Thi Kinh Vũ đón nhận áp lực rất lớn, đến lúc đó lại tìm cơ hội buộc tội nàng ta thay vào đó. Đại trưởng lão, bọn người của Dịch Phong đã trở về. Hơn nữa còn có rất nhiều người đi trước bọn họ. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiếp theo, chúng ta liền hào hào xem tiểu tử này bị chê cười đi. Ngược lại ta muốn xem, dưới nhiều lời phỉ nhổ như vậy, hắn làm thế nào mà ngẩng đầu lên được. Trở về rồi, trở về rồi. Trên đường trở về, đã Tô Bạch nói qua chuyện ta phá kỷ lục mọi người ạ, mọi người đây nè. Nhìn đi, hắn chính là người đầu tiên ra khỏi đại bỉ, nghe nói hắn còn phá kỷ lục. Ta muốn cho tiểu tử thối ngươi hiểu được, vị hôn phu của tông chủ cũng không phải là dễ làm như vậy. Mọi người khách khí rồi, lại còn vất vả tới nghênh đón ta. Không ngờ lần đầu tiên ta phá kỷ lục lại nhanh như vậy. Tiểu tử này không biết xấu hổ hay sao, nhiều người mắng hắn như vậy, mẹ nó lại còn dám cặm, mẹ nó lại còn cảm ơn. Khởi bẩm đại trưởng lão, Thiên Sâm Môn, Bách Tín Tông, Lạc Nhật Tự, Thiên Nhân Môn và hơn 30 trưởng lão của tông môn đều cầu kiến. Gì cơ, hơn 30 trưởng lão tông môn? Nhiều người trong số họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, vậy mà lại tới cầu kiến, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Tử Mi bái kiến chư vị trưởng lão. Không biết các vị tụ tập tại đây là chuyện gì? Hơn 30 trưởng lão của các tông môn tới Bách Luyện Tông ta vẫn là chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Tôn trưởng lão làm gì thế, sao lại khách khí như vậy? Hả? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà mà. Những thứ này bình thường cái nào cũng ngước nhìn, rất nhiều thứ đều khó có được. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tôn trưởng lão, đây là một ít chỗ tốt mà tông ta năm ngoái thu được ở bên trong bí cảnh. Bên trong có thể chứa không ít thứ tốt đâu. Đây là đan dược bí chế của trưởng lão tông ta. Người cũng biết vị luyện đan sư kia của tông ta có lai lịch thế nào rồi đấy. Cái chữ vật giới này mong tôn huynh vui vẻ nhận lấy. Của ta nữa. Được rồi tôn trưởng lão, đồ đạc đều đưa đến rồi, vậy ta xin cáo từ trước. Bẩm đại trưởng lão, lại có chuyện gì nữa? Hồ Lãng Tông, Thiên Môn Tông, Lăng Bắc Tông cùng với Phi Lăng Môn, cùng với hơn 50 vị trưởng lão tông môn đại diện đã tới bên ngoài Sơn Môn chờ cầu kiến. 50 người đến, nại nại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đi, dẫn ta tới nghênh đón. Tốn trưởng lão người quá khách khí rồi, tại sao còn tự mình tới nghênh đón chứ? Để chúng ta tự mình tiến vào là được rồi. Vậy sao được? Các ngươi đã đi cả ngàn dặm xa xôi. Sao lại không thể? Các tiểu đệ mau đến bái kiến đại lão đại ca đi. Này có đạo lý nào để đại ca đến nghênh đón chứ? Tôn lão ca, chư vị trưởng lão,
Chuyện này làm chết Bách Luyện Tông ta rồi, chúng ta có tài đức gì chứ? Ngươi khiêm tốn quá rồi hả? Đừng giả vờ nữa, tất cả chúng ta đều biết cả. Các ngươi biết cái gì? Còn ta lại giả vờ cái gì nữa? Các ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao các ngươi đột nhiên? Thiên Bá Tông cũng tới. Thiên Bá Tông trưởng lão Phạm Trung. Phạm trưởng lão, ngay cả loại cường giả ẩn thế bậc này cũng hạ mình tới Bách Luyện Tông của chúng ta. Không biết Phạm trưởng lão hôm nay tới hạ tông ta là có chuyện gì? Ta theo lão tổ phân phó, cố ý đưa tới 7 phần thu hoạch trong vòng 10 năm của Thiên Bá Tông ta. Hy vọng tôn trưởng lão nhận lấy. Lớn thật. Cái này mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Không không đúng, đây rốt cuộc là vì sao? Là vì lão tổ phân phó. Tôn trưởng lão không cần phải như thế, mọi người đều hiểu chuyện này không thể nào tiết lộ. Cho nên lần này ta đến đây cũng không có ý hỏi thăm, chỉ là đến đây để bày tỏ tâm ý mà thôi. Hiểu rồi. Đi, không cần hỏi thăm nhiều, đưa đồ xong liền rời đi. Lại càng không được tranh công chúng ta đã thứ gì. Vâng. Tạm biệt. Thượng tông trưởng lão rời đi. Người không phận sự mau tránh ra. Cung tiễn trưởng lão. Cuối cùng cũng đem đậu phộng mà đại nhân ngày nhớ đêm mong mua về. Nói vậy nhất định là ngài ấy sẽ rất cao hứng đi. Hả? Là tên tiểu tạp gì kia? Lại để mắt ở dưới đít trước mặt nhiều trưởng lão tông môn như vậy. Muốn chết. Vì sao Phạm Trùng lại đột nhiên ra tay với Tôn Tử Mì? Là vì tiểu tạp dịch kia sao? Phạm trưởng lão, ngài đây là tại sao chứ? Ngươi thế mà hỏi ta vì sao? Ngươi lại không biết là vì sao? Ta thật sự là không biết. Tiểu tạp dịch này, ta ở trong tông môn từng nghe nói qua. Tô Bạch là nhân vật mà lão tổ cùng với Vương Nghi Vận, ngoại trừ Dịch Phong ra còn có trịnh trọng dặn dò. Tuy là tiểu lô bộc thân cận của Dịch Phong, nhưng thực lực đủ để sánh ngang với lão tổ chân tiên thập trọng. Huống chi hắn còn có thể chính là người phát ngôn của Dịch Phong. Không ngờ Tôn Tử Mi thế mà lại không biết thân phận của Tô Bạch, thậm chí còn dám động thủ với hắn. Chẳng lẽ là Tô Bạch tiền bối bình thường tương đối khiêm tốn, thực lực của hắn chỉ có chúng ta biết. Tiền bối, ồ, người có thể làm cho Thượng Tông Phạm Trùng trưởng lão tôn xưng một tiếng tiền bối. Chẳng lẽ tiểu tạp dịch này chính là người mà các trưởng lão truyền tin nói cái kia không nhìn Thánh Sơn Địa Cung trận pháp mở Thiên Bá Tông kia, siêu cấp cao thủ bắt sống yêu thú hộ sơn của Thiên Bá Tông? Quả nhiên là vậy. Ơi, 80 tông môn này cùng với Thiên Bá Tông tới đây đều là bởi vì Tô Bạch tiền bối. Chuyện quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Tên Tô Bạch này,